Thì là nghỉ Tết mấy bữa nay rồi, nhưng mà tới bây giờ mới làm hướng dẫn được cho bạn. Tại vì mấy bữa nay là nhà có phụ huynh cho nên là không có làm clip được đó. Thì bữa nay cũng tranh thủ làm hướng dẫn cho bạn một cái link hay. Nhưng mà trước khi hướng dẫn thì mình xin quảng cáo tí là DNA Team của tụi mình có làm một cái clip để mà mừng dịp Tết Nguyên Đán vừa qua. Thì mình sẽ để cái link ở đây, bạn nào mà có lòng hảo tâm thì bấm vô xem, và nếu được thì like và share clip để ủng hộ tụi mình. Thì cái link hay mà mình hướng dẫn nó sẽ có dạng như này. Đó, đây là một cái link hay ngắn dành cho những bạn mà newbie mới tập chơi mà tập được ít ít trick, nhưng mà muốn làm một cái link hay nó hơi lạ lạ tí, thì đây là cái link hay dành cho các bạn. Link hay nó sẽ bắt đầu bằng Titanic. Titanic nó sẽ có dạng như này. Đó, đây chính là Titanic. Nhưng mà thay vì làm ở ngón ở đây lên đây thì mình muốn các bạn làm ở ngón này lên ngón này. Cái chuyện mà các bạn làm được cái trick này nó sẽ giúp cái tay của các bạn nó được mở rộng ra, nó thay vì các bạn giới hạn bản thân mình ở như này, như là cái mặc định như này, thì bây giờ nó sẽ mở rộng ra thêm một cái ở dưới nữa. Đó thì các bạn sẽ đi được xa hơn, ví dụ các bạn đi từ đây lên đây đó, như này. Đó, đi như này. Titanic mình sẽ để cái link hướng dẫn của tụi nước ngoài ở đây. Cần bấm vô đây nó có một cái tên trick, bạn nào lên máy tính thì sẽ thấy. Còn bạn nào mà lên bằng điện thoại thì có thể tìm ở cái phần mô tả clip của mình. Đó thì Titanic sẽ có dạng như này. Sau khi mà lên tới đây thì các bạn thu cái ngón này xuống cho nó sập xuống một bậc như này. Lên đây, sập xuống một bậc như này. Đó. Đó, thu cái này xuống. Và sau đó các bạn pass lên. Cái pass này thì mình sẽ để link hướng dẫn ở đây luôn. Có cái tên các bạn bấm vô thì nó sẽ tới. Đó, pass lên đây. Lên đây. Pass lên đây đó, và sau khi mà lên đây thì các bạn Titanic reverse xuống và up cái tay của bạn xuống, nó sẽ đi như này, up cái tay của bạn xuống đó, lên đây sập xuống đây, lên đây up cái tay bạn xuống, và sau khi mà Titanic xuống dưới này rồi thì các bạn lại Titanic ngược trở lên đó, nhưng mà cái tay lúc này các bạn sẽ up bàn tay và Titanic lên như này, đó lên như này, như này, và thumb around qua. Cái thumb around thì các bạn sẽ thumb around bằng ngón trỏ cho mình. Đó, có nhiều bạn thì thắc mắc là thumb around thì nó là đẩy bằng ngón giữa, nhưng mà tại sao mình lại đẩy bằng ngón trỏ? Thì thực ra là thumb around cái phần gốc, cái ngọt gốc gác của cái thumb around nó chính là cái việc các bạn cho cái bút vòng qua cái ngón cái. Còn việc các bạn đẩy bằng ngón nào nó không quan trọng, thực ra là các bạn làm kiểu gì nó cũng là thumb around. Ví dụ như là các bạn đẩy bằng ngón này nó cũng là thumb around. Đó, ngón này cũng là thumb around. Ngón này, thậm chí là ngón út nó vẫn là thumb round, tức là nó không có ảnh hưởng tới cái trick đẩy bằng ngón nào cũng được. Và ở cái link hay này mình muốn các bạn đẩy bằng ngón trỏ như này đó, vậy chúng ta đã làm được cái link hay, nó sẽ như này, đi lên xuống đây, pass lên đây, Titanic xuống dưới này, Titanic lên và thumb round qua đó, ghép vào combo. Và chúng ta được một cái combo mà có chứa cái link hay vừa rồi. Nếu mà thấy hay thì có thể like và subscribe ủng hộ mình. Mình sẽ ra thêm nhiều cái clip như thế này để mà giúp các bạn. Nếu mà các bạn muốn mình làm cái clip gì, bạn cứ comment ở bên dưới, mình sẽ xem xét và mình sẽ cố gắng quay cho các bạn những cái clip hướng dẫn, những cái mà các bạn yêu cầu.